Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe địa hình Gian ATX Pro được sử dụng full group Shimano DOG. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Gian ATX Pro là khung nhôm. Lốp sơn nguyên bản, sử dụng bộ lốp DOG, lốp rất là cao cấp của dòng Shimano. Đùi Alivio, gạt đĩa ra đi là DOG, bánh 26 inch máy Eurovatec, tay bấm và phanh dầu DOG. Em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Sai chiếc xe từ thân trụ đạp, khóa cổng yên 46 cm, từ khóa cổng yên đến tâm cổ phốt 56 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Và đi rất là với tốc độ khác nhau. Xe đang bán bên em với mức giá là 9,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn chuông để nhận được các thông báo mới về những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.